từ đầu vụ tới giờ luôn. Ừ. Mùa này là cắt là đâu có bỏ qua đêm đâu. Lên là dứt liền. Lên là căng liền không. Ừ. Có giá với khoảng chợ mình giấu lúa. Xịt cái cuối rồi khoảng 3 ngày sau, có 80 ngày xịt cái cuối rồi đi lên, 3 ngày sau 85 ngày là đi lên là thấy là gạo trong cậy là vô có cái là vô là ngắt luôn đó. Dạ. Dặn mơ luôn, là chở màu là nổ bông là về sau nữa trong cậy là có cái là vô là cứng luôn đó. Đẹp. Xin chào bà con, chào bà con đến với kênh Làm Nông Cùng iFarm. Hôm nay là Lương đi chốt cái miếng OM18 ở khu vực Tân Nghĩa bà con. Lương đã có đăng cho bà con xem rồi. Thì anh kết hợp quy trình iFarm, tức là cái mật độ xạ nè, rồi cái công thức phân anh em tham khảo qua lại nhau, và kết hợp quy trình iFarm cho cái vụ hè thu bất lợi này. Bà con xem bộ lá đồng nè, đã ghê không? Đối với dàn lúa này thì là 5 ngày nữa là thu hoạch nha bà con. Nếu mà không có trừ tháng thiếu là chẳng 100 ngày. Đối với dàn lúa nè, hạt thì rất là sáng luôn. Và cái phần cậy này mà con thấy nè, vô no hết, cái bộ lá đó nè, còn tuyệt vời không? Chắc cỡ cái lá này chắc cỡ lá của người ta tầm khoảng chừng 85 ngày. Mã này hơn người ta 10 ngày mà bộ lá đồng quá đẹp luôn. Cái miếng này là lúc nào là cái tự mặt tiền cây vô tới đây rồi. Ừ. Vừa gạo chuối nhũi. Đối với dàn lúa OM18 này thì bữa nay là được 95 ngày bà con. Ảnh kết hợp quy trình iFarm từ cái lượng giống xạ nè, rồi công thức phân và kết hợp là thuốc phun xịt. Mập thân mập chòi thì anh kết hợp là ở giai đoạn lúa mười mấy ngàn cử, đón động cử là 2 cử thôi. Không bao giờ mà Lương cho lạm dụng thuốc nha. 2 cử thuốc dưỡng là xong. Đồ cổ bông và lại lóc hạt thì Lương cho kết hợp với là Kevola 40C, phượng tớp 40 và kẽm 735C. Sông mã xịt cửa cuối bộ lá tuyệt đẹp nha bà con. Thử bà con kết hợp gì cho Lương đi. Sông mã xịt một cặp sông mã 1 hecta. Bà con thử kết hợp gì cho Lương đi. Rồi kết hợp chung với GA-basito và kẽm nha bà con. Thì cái bộ lá bà con là như mơ luôn, bộ lá rất là đẹp. Và lá chín sớm mà con đừng lo. Đẹp ghê không? Đối với cái dàn lúa của anh đó bà con, là từ chỗ tới nay anh xịt có 3 cử thuốc thôi nha. Có giai đoạn lúa bắp là anh có chen vô anh xịt cử, tức là trước chỗ 1 tuần đó bà con, anh chen vô anh xịt cử. Còn từ giai đoạn lúa chỗ cho tới hiện tại luôn nè, đâu đó là gần 20 ngày cho tới thu hoạch đó bà con. Ở cái giai đoạn mà lúa chỗ sẹt là anh xịt cái phượng tớp nè, là Kevola và kẽm 700. Tại dàn lúa của anh nó đã sung sẵn rồi nên anh không có kết hợp trợ lực gì nữa hết, chỉ mà đưa kẽm để cho hỗ trợ quan hợp thôi. Rồi đến giai đoạn chỗ điều là anh đưa gói thần dược, rồi kết hợp lại phượng tớp và là Kevola, là 3 món nữa, là gói gấp lúa đó bà con. Rồi phượng tớp và là Kevola ở cửa chỗ điều Rồi đến giai đoạn lúa cong trái me, ở cái lối là tầm khoảng 80 ngày là anh xịt sông mã nè, kẽm và GA-basito. Là tới nay luôn nè bà con. Bữa nay là lúa được 95 ngày. Lúa bữa nay được 95 ngày vô gạo đẹp, nên là anh nói là anh tính là xịt lại cửa sông mã, nhưng mà vô gạo đẹp và lá nó còn ngon rồi. nên là anh không xịt nữa bà con. Ở cái cử cuối á, cái cử ở giai đoạn mà lúa 85 cho tới 87 ngày á, tức là sau cử công chế me á, 1 tuần, bà con ra bà con thăm lúa đi. Nếu mà cái bộ lá mình đẹp, cái dàn lúa mình nó vô gạo đạt rồi thì thôi nha bà con. Giống như chỗ anh nè, là anh lời được cử thuốc nè đó, anh không có tốn thêm cử đỏ đuôi nữa. Đối với sông Mã bà con xịt cái cử cuối á, thì cái vàng lá chín sớm của bà con á, sẽ được giải quyết rất là đẹp nha. Cái vụ vàng lá chín sớm á, tại vì mình đi á, là mình vừa trợ lực rồi mình vừa đưa thuốc nấm vô, chứ mình không đánh cái một nha bà con. Bà con xịt thuốc nóng không á, nó cũng xuống nữa, là mình đưa 2 cái luôn, vừa là trợ lực thêm GA-basito, vừa đưa kẽm vô để mà hỗ trợ quang hợp, và bên cạnh đó là mình vừa đưa luôn cái sông Mã vô để mà nó đặc trị cái dàn lá chín sớm. Tại vì thời tiết mà mưa nắng á, rất là dễ bị hực lá bà con. OM18 á, OM18 phút cuối nó vô gạo dở kinh khủng lắm. Nên là đối với cử lúa 85 cho tới 87 ngày á, đó là cử thuốc dự trù thôi nha bà con. Gạo mình nó vô không no, gạo mình nó vô không đẹp á, thì mình mới xịt thêm một cái cử đỏ đuôi nữa. Bà con thấy màu sắc lá đẹp không? Vàng lúa là không chê vào đâu được hết. Mong là tới ngày thu hoạch đó bà con, là nắng đẹp để cho thu hoạch dễ thôi. Còn vàng lúa này là bao sập luôn. Vàng lúa này rất là chắc, rất là cứng chắc luôn. Con thấy nè, cực kỳ cứng luôn. Và hiện tại bà con chụm lại một chùm như này, bà con lắc như này là cảm giác được cái mức độ nặng tay. Tại vì lúa của mình nó vô đạt bà con, nó vô cậy no hết trơn rồi, nên là bà con lắc sẽ rất là nặng tay luôn. Và hạt thì còn tươi, 5 ngày nữa cắt lại. Dàn lúa này cân rất là có ký nha bà con. Hạt sáng ghê không? Là DNPK mà mình chen vô dưới OG với kali đó bà con. Ở cái mùa mưa á, là để cho đừng bị cháy bị lá, hạn chế ở mức thấp nhất, và dàn cây của mình nó cứng hơn. Và khi mà bà con đi yếu kali ở giai đoạn đồng á, thì sau này nè, cái tỷ lệ hạt chắc của bà con nó cũng không có cao nữa, và cái dàn lúa bà con nó vô gạo rất là dở luôn đó. Nên là bà con cân nhắc nha, DNPK kết hợp UG để mà có đạm cho trợ lực cây lúa của mình nó làm đồng, và bên cạnh đó cũng phải là kết hợp thêm kali nha bà con. Tại vì kali nó sẽ giúp tăng cái tỷ lệ hạt chắc cho bà con cực kỳ lớn luôn, khi mà bà con đưa vô giai đoạn đồng á. Và bên cạnh đó cái đường hướng của lưng đi á, là không phải phân bón nóng đồng nó quyết định tất cả, mà là trước bón phân nóng đồng cái dàn lúa của mình nó đã trúng rồi đó, nó đã điều chồi rồi, thì mình gãi phân nóng đồng nó rất là dễ nha bà con. Và thủ chi phí đúng bà con, chứ không phải là đưa chi phí cho lúc vô đi mà nói giá lúa có nha. Đó, nó gãy một cái rồi sao, chế bị lá hết ruộng rồi sao, rồi đổ ngã hết ruộng rồi bà con tính sao. Nên là làm gì đó ở mức vừa phải, tại vì cái điều kiện của cái vụ hè thu này nè cực kỳ là bất lợi luôn. Mình không thể là thấy cái giá lúa nó quá cao đi mà tập trung tối đa luôn, gãi 70 kg 80 kg phân vô rồi bắt đầu phun xịt cho giữ vô, cuối cùng năng suất nó gớt thì bà con lời không còn nhiêu chứ. Đó, đổ ngã cái là lời không còn nhiêu chứ. Nên là mình thủ ở năng suất vừa phải thôi. Ví dụ là thường lương làm á, xạ 20 kg đúng không, mùa mưa OM18 á. Đó, thủ là tầm khoảng 1 bao phân. Rồi, cái chi phí tất tần tật mọi thứ cắt xới luôn, thì nó nằm ở cái mức là 2,5 triệu cho tới 2,7 triệu, sẽ trong cái khoảng đó thôi, không có hơn đâu bà con. Nếu mà bà con kết hợp quy trình iFarm á, nó sẽ nằm ở cái khung chi phí đó. Nếu mà bà con làm 800 mà dàn lúa, mà giá lúa mà được 7.000, thử đi bà con xem biên độ lợi nhuận như nào. Đó là mình biết đủ đó, chứ không phải bà con đầu tư ở một người nội mà tiền phân thuốc không, mà gần 3 triệu bạc là rồi nha. Cắt ra có 800 kg, rồi cuối cùng bà con lời được bao nhiêu, đừng hỏi thử đó. Tại lương góp nhà nông hầu như là tất cả chi phí là lương tính hết từ đầu vụ hết bà con, chứ không phải là tới phút cuối mới tính nha. Tính đầu vụ hết, dự trù là bao nhiêu tiền là tính hết. Và Lương làm rất là nhiều cái diện tích. Và con thấy bông su cụm rất là đẹp luôn nè. Chàng lúa này xạ tới 20kg lần, không thưa đâu bà con. Và những vị trí thưa mà chết á thì nó cũng nở rất là đẹp. Bông nó cụm với nhau nè, bà con thấy nè. Đối với cái việc mà vào gạo bà con, nếu mà dàn lúa bà con không yếu lực nha, tức là nó được á, xịt dùm cho Lưng là GA-basito á, 1 hét 1 chai đi, tức là chai cưa 10 bình. Đừng sợ cái vấn đề mà lên mọng hay là nó nặng ký lắm bà con, đưa GA-basito vô đi. Còn mà dàn lúa bà con yếu lực có thể là tăng liều gấp rưỡi là chuyện bình thường nha, đừng lo. Cái hàm lượng GA3 nó cực kỳ thấp luôn, không phải là giống như mà cái GA3 viên mà lúc trước bà con xài đâu, đừng lo. Tại vì Lưng làm rất là nhiều vụ rồi, Lưng kết hợp á, nặng ký lắm bà con, giữ bỏ đồng cực kỳ tốt luôn. Và hạt của bà con nó sẽ trợ lực cho dàn lúa bà con vào gạo. Ở đây có loại trái bìa nè. Đó, mà gạo vô nè, thấy không? Lỗi trái bìa lá nè, mà gạo vô chắc loại luôn. Đây, chắc loại hết. Cái này là trái bìa ở khúc sau bà con, nên là cái mức độ mà ảnh hưởng nó rất là thấp. Mình xịt nó đứng là được à, hầu như là vô hết.